Hello, xin kính chào tất cả các bạn nha. Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị. Xin kính chào tất cả các anh em bảy chim trên mọi miền đất nước. Hôm nay chiều hôm nay mình với cà chua đi quýnh cua đất các bạn ơi. Và cua đất này cũng đông lắm, mười mấy con rồi các bạn. Thì chiều hôm nay mình vừa chạy lưới xong. Đây mình chạy cái miếng chét này nữa bạn ơi. Giác này cũng một mấy rồi nha các bạn. Chạy lưới vừa xong mệt quá. Rồi đại ca cà chua vô bụi chuối đó ngồi. Chào cả nhà nha, chú ơi, chào cả nhà mà chúc cả nhà vui vẻ. À. Xin tiếp nhớ ủng hộ nha cả nhà. Rồi bà cô đất này nó ăn miếng chét này nha các bạn. Thì cô đất này nó cũng khôn lắm, nhiều người quýnh lắm rồi. Nè, có khum nè. Khum cũ không nè các bạn. Khum cũ rồi mình chặt thêm mấy lá nữa. Thì thôi các bạn nhớ đón xem nha. Đoạn video dạng cũng xin chúc sức khỏe đến các cô chú anh chị và các bạn một ngày mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc dồi dào sức khỏe. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã xem clip của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mưa xong các bạn ơi, mưa quá trời mưa rồi, vừa hết mưa xong không biết cái điện thoại mình quay tới đâu được rồi quay nha các bạn. Hết mưa xong bắt đầu cái sợ hết pin đúng không các bạn ơi. Cái điện thoại sáng giờ mình quýnh con ngói mình quay đó bạn lóc rồi, bây giờ hết pin rồi mình quên đem cục sạc dự phòng nha, quay tới đâu hay tới đó nha, chiều mình quay thành quả cho các bạn xem. Tới nữa, 4-5 con ngay gốc bờ đó. Ngay gốc bờ đó, ngay gốc bờ đó. Các bạn ơi.
các bạn ơi, hai con các bạn ơi, để mình phè cho các bạn xong rồi mình gác máy nha các bạn. Giờ mình quay chậm từ con cho các bạn xem. Giờ hết pin này. Đây các bạn, một em chim chiền bự nè, em chim chiền bự nha, một em trống, ngon lắm. Rồi mình gác máy nha các bạn ơi. Bạn ơi, giờ mình phe thành quả cho các bạn xem nha. Chứ giờ mà hết rồi, hết ra các bạn ơi. Để mình bắt mình phe thành quả cho các bạn xem. Đây, mấy em cu này nói chung là cũng được lắm nha các bạn. Đây là một em đầu tiên nè các bạn. Đây, em đầu tiên còm nè các bạn thấy không nè. Mình phê kỹ cho các bạn xem nha. Đây, còm nè. Đó, chân nè các bạn, chân nha. Đó, quy, quy đây. Con này còm cũng nhiều nha các bạn ơi. Mỏ thì nhọn. Rồi con này nói chung là cũng ấy thôi. Tiếp. Coi nè, em chim chiền nó bự nữa các bạn. Cái chân của nó hết nói luôn, cái chân ướt nhẹp lại nha các bạn. Em chim chiền này nó mới có gà còm thôi. Đó. Đây nè, cái chân nè. Cái chân tím ghiệm bự chà bá luôn nha bạn. Chim chiền này cái chân nó bự ghê thiệt. Ra đường kia không à. Ra đường kia không. Chim chiền này cái chân của nó nè các bạn coi nè. Đó, cái chân nó hết nó bự luôn nha. Con chim này nó chiền mà nó bự con nữa. Đó. Em thứ hai. Đây, em thứ ba. Trời chua này chạy phê luôn. Đây. Em này cũng chiền luôn các bạn ơi. Đó. Chim này cái chân của nói chung là nó cũng bự bự con không à. Chỉ cái chân nó bự không nha các bạn. Đã thiệt. Chân không à. Nói chung là mấy con chim này, thì nó cũng tạm thôi chứ nó không có được đẹp nha các bạn. Tạm thôi, được cái chân bự à. Nè. Con chim này cái chân chà bá nện luôn mà nó đang thù lùi rồi các bạn ơi. Cái chân nó đẹp thiệt. Cái chân của nó kiểu mà nè, các bạn có màu gì nè. Chim chiền này nuôi là cứ ngắt luôn nha các bạn. Cu thì nhiều mà bữa nay quýnh không được các bạn ơi, mưa quá. Có ông anh mình từ Đồng Nai ra các bạn. Đó, chào anh em. Từ Đồng Nai ổng đi giao lưu chơi mà bữa nay bị lỗ đầu nha các bạn. Ba chào con anh em, à. Chúc anh em một ngày được nhiều vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc cho niềm tin nha. Đó, ông anh mình từ ở Dương Trạch đó các bạn ơi, ổng đi ổng giao lưu với mình vài ngày, giao lưu để tìm kinh nghiệm, trao đổi kinh nghiệm với nhau vài ngày nha các bạn. Đại ca cà chua đang cuốn lưới. Đó, thì anh em thì đó là Trương Hùng quê lóc. Đi bữa nay lỗ đầu rồi các bạn ơi, bữa nay đi suốt luôn lỗ đầu. Đây mấy mọi mình, đây là con mồi gọ của mình, tỉnh lắm các bạn ơi, mồi mình đứng tỉnh lắm nha. Đó, các bạn xem rồi, rất tỉnh, nó dạng lắm rồi các bạn ơi. Con này mới quýnh ra đâu chưa được tháng nữa nha các bạn. Con này mình mới bắt rồi mà dạng lắm, cắt cánh đó nghe bạn ơi, để không bay mất tiêu à. Cù này các bạn nuôi cỡ nào nó cũng bay hết trơn á, từ từ nó cũng theo bầy nó, theo đồng minh đồng tướng của nó. Đây vô lòng về con ơi, chứ bây giờ chiến tranh hết rồi. Chiều hôm nay cu nhiều quá mà quýnh không được các bạn ơi, rất tức, trời mưa nữa, ra đây cũng nhiều. Thôi bữa nào mình giao lưu. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây luôn nha các bạn ơi. Nếu các bạn xem clip mình, cho mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.